Sau đây, thầy hướng dẫn cho cả lớp kiểm tra và sửa chữa đối với một cái trường hợp mà máy giặt khách hàng có tả một cái hiện tượng như sau. Bật nguồn ấn khởi động cho máy làm việc nhưng mà nước lại không được cấp vào cho máy, dẫn tới tình trạng là máy không thi giặt, dẫn tới tình trạng máy không giặt. Vậy bây giờ chúng ta sẽ phân tích đối với trường hợp là máy giặt của chúng ta nước không cấp vào cho máy. Đấy, nước không cấp vào cho máy. Vậy đối với trường hợp nước không cấp vào cho máy thì có những nguyên nhân nào? Một là bây giờ tắc ống cấp vào. Trên van cấp này có một cái lưới lọc. Tắc ống cấp bể hết nước. Đấy, tắc ống cấp bể hết nước dẫn tới là nước không cấp vào, hoặc là nếu mà các em đi lắp máy, đặt máy mới thì bể của chúng ta quá thấp, không đạt được một áp suất để cấp nước vào cho máy. Cái nguyên nhân thứ hai do chính hỏng van nạp, đó là van cấp nước này. Hỏng van nạp. Nguyên nhân thứ ba là do chính cái mạch điều khiển 02 không cấp điện vào cho van cấp. Thì chúng ta đã học là đối với các cái tải như van xả, van cấp hay động cơ, hay là động cơ của công tắc từ để khóa nắp này, thì nên nhớ là tất cả đều đang sử dụng check. Thì buổi học về phần phân tích mạch điện trên máy giặt của buổi lý thuyết, thầy đã dạy cho cả lớp là rất là chi tiết. Như vậy, đầu tiên là chúng ta đối với hiện tượng này, chúng ta sẽ tiến hành đi kiểm tra nguồn nước của chúng ta xem có đủ khỏe hay không. Lưới lọc trên van cấp này có bị tắc hay không, bằng hình thức là tháo cái dây cấp ra, khóa nguồn nước, em tháo dây cấp ra, em dùng kim nhọn rút cái lưới lọc này ra. Chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra. Bước thứ hai là chúng ta sẽ kiểm tra về van nạp xem có nguồn cấp cho van nạp hay chưa, hoặc là kiểm tra trực tiếp vào van nạp. Thì bây giờ nếu mà bật ở chế độ giặt mà có nguồn cấp vào van nạp thì có nghĩa là van nạp này đang bị hư, van nạp này đang bị hỏng. Còn nếu mà chúng ta đo nguồn cấp vào van nạp mà không có nguồn thì chúng ta sẽ đi đo vào mạch điều khiển. Thì chúng ta tìm cái mạch điều khiển thì đo dây chung với dây LB, ký hiệu LB này, màu của chúng ta này. Thế nào? Đấy. Đây, LB xanh dương nhạt và dây chung của chúng ta là màu xám. Thì khi em đo ở đây xem có nguồn hay không. Nếu có nguồn 220V là đứt dây. Nếu không có nguồn 220V, chúng ta tiếp tục đi ngược vào bên trong mạch điều khiển xem chi ắc nào sẽ điều khiển cho van cấp. Rồi chúng ta sẽ tìm xem là bóng bán dẫn hay là IC đảo, chất nào sẽ điều khiển cho chi ắc để điều khiển cho van cấp. Rồi chất nào trong bóng bán dẫn, tức là chân B của bóng bán dẫn ấy, hay chân 1 từ 1 đến 7 của IC đảo là chân nào sẽ nhận lệnh từ vi xử lý, thì chúng ta sẽ đo. Thì lúc này thì chúng ta phải đào bên mạch lên khỏi khung khay nhựa, khay đế nhựa của mạch, thì chúng ta sẽ lần. Thì đấy là ở trên học lý thuyết buổi học về phân tích mạch điện, thì thầy đã hướng dẫn cho cả lớp về cách lần mạch, cách đo kiểm tra đối với trên bo mạch thực tế. Thì bây giờ là chúng ta sẽ đưa ra cái phương án để chúng ta sẽ kiểm tra. Và bây giờ thầy bấm hiện tượng mọi người nhìn nhá. Bây giờ đầu tiên là thầy sẽ vận hành lại này. Thầy vận hành máy và lúc này thầy sẽ đi kiểm tra nguồn cấp cho van nạp. Đấy, nguồn nước của thầy thì đảm bảo là tốt. Thầy sờ lên thân van thấy chúng ta phải xem có rung hay không. Thì sau khi máy cân đồ giặt xong thì sẽ chuyển sang cái chế độ cấp nước. Thì lúc này để tháo van cấp để chúng ta thay thế, chúng ta sẽ phải mở cái nắp ở đằng sau này ra. Chúng ta đo, kiểm tra và thay thế đối với van cấp. Bây giờ thầy đặt tay lên thân van. Thầy thấy nó không rung. Nhớ là không rung thì có hai nguyên nhân. Đấy, đặt tay lên thân van thấy không rung này.
thì có hai nguyên nhân. Một là không có nguồn cấp cho van. Hai, do van này hỏng ở trạng thái chết đứt cuộn dây điện tử. Đấy, dây sờ lên thân van không rung. Thì đấy là cái hiện tượng. Thì bây giờ để kiểm tra đối với trường hợp này thì chúng ta sẽ đo nguồn. Đo nguồn bằng dụng cụ, đó chính là cái đồng hồ vạn năng chúng ta đã được học. Chúng ta sẽ để thang 250V AC. Và lúc này hai que thầy sẽ đo vào đây, em nhìn này, thầy sẽ đo vào hai chân cấp điện cho ván cấp không có nguồn. Như vậy nếu đối với trường hợp mà không có nguồn này thì van của chúng ta có thể là tốt đấy, bởi vì nó để mà hỏng cùng một lúc hai trường hợp là rất là khó. Thì lúc này chúng ta sẽ phải đo nguồn cấp ở trên mạch, nguồn cấp ở trên mạch. Thế bây giờ còn đối với trường hợp nếu thầy đo ở đây mà có nguồn là do hỏng van, thì nếu hỏng van thì chúng ta sẽ thay van. Thì thay van như sau. Thì trước tiên là thầy sẽ hướng dẫn là tháo, nếu mà chúng ta tháo cái van này ra để sau này chúng ta thay, thì chúng ta ở đây nó có cá lấy, các em chỉ cần cạy cái lấy này ra là chúng ta sẽ đưa được toàn bộ cái khu vực của cái nguồn cấp nước vào. Đây. Thì đối với nguồn cấp nước vào thì để tháo cái van này ra thì chúng ta sẽ kéo nó ra. Thì chúng ta sẽ tháo cái cá này. Em tháo cái cá này và chúng ta sẽ rút, bởi vì ở đây nó sẽ có cái gioăng cao su thì nó cũng tương đối là chặt, để đảm bảo cái trường hợp là nước của chúng ta nó sẽ không xảy ra rỉ nước. Thứ hai là chúng ta sẽ nhìn xem là trên thân van xem có bắt vít hay không. Thì đối với trường hợp một số van thì chúng ta chỉ cần cạy cá ra, chúng ta tháo ra, nhưng chúng ta sẽ phải quan sát chi tiết xem cái van này là có bắt vít ở đâu không. À đây, có bắt vít. Như vậy em phải tháo cái con vít này ra. Đây là đối với cái quá trình mà nếu mà chúng ta có thay van. Còn lưới lọc, đây chính là lưới lọc nước khi mà cạn bẩn. Thì trong cái buổi học hôm trước thì thầy cũng đã hướng dẫn rồi. Đối với trường hợp này thì chúng ta chỉ cần dùng kìm nhọn tháo tấm lưới lọc này ra, dùng bàn chải, một cái bàn chải nhỏ, có thể là dùng bàn chải đánh răng hỏng, các em có thể là đánh rửa với cái lưới lọc, để đánh rửa với lưới lọc. Và cách thay van cấp nước thì chúng ta chỉ cần tháo vít giữ ở phía dưới, sau đó chúng ta sẽ tháo van này ra. Đây, thì đấy là đối với chúng ta sẽ thay thế về van cấp. Đây chính là thay thế về van cấp. Và bây giờ thầy sẽ đi kiểm tra vào trong bó mạch để xem là cái trường hợp của thầy đang không có nguồn cấp này là hỏng ở trong mạch hay là hỏng do dây, hay hỏng ở trong mạch hay hỏng ở do dây. Thì bây giờ thầy tiếp tục hướng dẫn chúng ta kiểm tra tiếp, đi sâu vào bên trong mạch, trong cái khu vực là do mạch hay do dây, bởi vì thầy đo điện áp ở đây là không có nhá. Thầy đo điện áp ở đây không có và tiến hành chúng ta sẽ tháo cái nắp này ra và chúng ta nhìn trên bo mạch. Ở đây chính là bo mạch của chúng ta. Thầy sẽ tháo vít. Thì bây giờ chúng ta nhìn vào đây. Thì chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu trong cái bên mạch này thì có các cái
phần dây nào sẽ điều khiển cho, chúng ta sẽ lần vào xem là xem dây nào sẽ điều khiển nguồn cho diện cho van cấp. Đấy, dây nào sẽ điều khiển nguồn cho van cấp, dây nào sẽ điều khiển nguồn cho động cơ, dây nào điều khiển nguồn cho động cơ. Thì một là chúng ta sẽ quan sát vào cái ký hiệu màu của chúng ta này, LB này, đây LB này, xanh dương nhạt này, và GR này là màu xám. Đấy, xám này và xanh, xanh dương nhạt, xám này. Đấy, xanh dương nhạt. Thì bây giờ thầy tiến hành thầy đo trực tiếp ở trên này thì xem là có nguồn hay không. Đấy, có nguồn hay không. Bằng đầu tiên thầy vẫn vận hành đấy. Thầy vẫn vận hành để thầy tiến hành thầy đo. Mở nguồn này. Ấn khởi động này. Cửa phải đảm bảo trạng thái đóng này. Rồi tiến hành, chúng ta đo này. Cửa phải đảm bảo trạng thái đóng này. Thầy sẽ giữ cái cửa để xám và xanh, xanh dương này. Đấy, chúng ta mở cửa thì nó đang chưa tiếp xúc được. Thầy vận hành lại này. Tắt đi này. Bật nguồn này. Bấm khởi động này. Đợi máy cân đồ giặt ạ. Xám này. Xanh dương này. À, như vậy xám và xanh dương của thầy có nguồn. Đấy. Như vậy đang là mạch của thầy đang cấp điện. Cấp điện cho van cấp tốt này. Bây giờ thầy cũng thử về phao nhá để xem là trên mạch có ngắt nguồn cho van cấp nước hay không này. Đấy. Vẫn xuất điện cho động cơ làm việc. Đấy, chúng ta nhìn đây, có ngắt nguồn cho van cấp nước. Và động cơ đang hoạt động. Còn đối với chế độ giặt này. Có lại mất này, có lại mất này. Đấy, quay sang trái, quay sang phải này. Thì đây là đối với chúng ta đang mở cửa, đang bị công tắc cửa đóng không, không kín. Và gây ra cái biểu hiện bị báo lỗi và không... Trường hợp này thì sau khi kiểm tra thì thầy đã tìm được là đang bị đứt dây. Đang bị đứt dây. Mạch của thầy tốt. Thì lúc này chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra dây dẫn và khắc phục. Đối với trường hợp dây nào đứt thì chúng ta sẽ thay. Dây nào đứt thì chúng ta sẽ thay. Thì đấy là đối với cái hiện tượng hư hỏng đầu tiên. Còn đối với cái hư hỏng nếu mà do hỏng chính cái van cấp thì chúng ta đã biết kiểm tra van cấp rồi. Và thầy đã hướng dẫn cho chúng ta thay về van cấp, tháo ra như nào và thay. Thì bây giờ thầy sẽ lắp tạm cái nắp để chúng ta cố định về cái bo mạch. Sau đó là chúng ta sẽ đi dây. Chúng ta sẽ đi kiểm tra về dây. Do không có nắp chân tiếp xúc của chúng ta không đặt, thầy sẽ bắt vít lại và đi kiểm tra dây. Châm.
thầy đã tìm được cái trường hợp của thầy là đang đứt dây. Thì lúc này thầy đã đi khắc phục đối với cái trường hợp. Thì thầy tìm thì thầy thấy là đứt cái dây điều khiển. Cái dây điều khiển. Thì đối với đứt dây điều khiển thì lúc này thầy đã thay dây. Thầy đã thay dây đối với dây điều khiển. Hoặc là thầy sẽ nối lại. Thầy sẽ nối lại cho chúng ta. Thì đối với bằng cách là thầy sẽ nối lại cái dây điều khiển tại vị trí chạm nối P6 này của thầy đang bị đứt. Thì lúc này thầy sẽ vận hành lại. Thầy cấp điện này. Thầy mở nguồn này. Thầy bấm khởi động này. Thì sau khi thầy bấm khởi động thì máy vẫn đang lưu chế độ làm việc. Máy vẫn đang lưu ở chế độ làm việc. Thì em nhìn trên đồng hồ. Thì lúc này thầy sẽ đo lại về đối với trường hợp của cái van cấp. À, có điện. Đấy, chúng ta thấy là đã có điện cấp cho van cấp. Thì đây chính là đối với lối hỏng về dây. Lối hỏng về dây. Và bây giờ thầy mời cả lớp chúng ta sẽ tiến hành đo và kiểm tra đối với lối hư hỏng do van cấp là máy không cấp nước dẫn tới là không giặt. Rồi thầy xin mời cả lớp.